Mình là Chế Thị Kim Ho, mình là quê quán ở Ninh Thuận, ra Nha Trang lập nghiệp. Hai vợ chồng mình là đi phụ hồ, mình làm được mấy năm sau rồi mình cứ thấy khó chịu trong người mình, rồi cứ mình cứ nói chung là nó cứ khó chịu lắm, rồi mình cứ nuốt xuống thì nó cứ bị nghẹn, hay là nó vướng vướng ngang cổ, mình cứ khó chịu lắm. Trong cái 2018 là mình làm, lúc là mình thấy mệt đi là mình đi khám thử, là bác sĩ nói mình là bị ung thư di căn hạch. Bác sĩ biểu mình mổ, mà mình mổ mình quá trị, mình sợ trị, mà mình sợ mổ ra là mình yếu đi rồi mình không có làm được cái gì, cái chi phí nó rất là cao, mình không có khả năng mà để mình điều trị. Nhiều đêm mình không có ngủ được, mình cứ nằm mình trằn trọc, mình cứ lo lắng, mình cứ suy nghĩ về mấy đứa con của mình, mình suy nghĩ chồng mình cứ nghĩ là mình thương chồng, là bây giờ là hai cái trụ chính đi làm, mà bây giờ có một mình ông xã đi làm không có đủ khả năng mà nuôi hai ba đứa con, với lỡ nuôi thêm là vợ. Mình quyết định là mình không có mổ nữa, là mình cứ để là mình cứ đi tìm là bên viện pháp, là bên đông y. Tình cờ mình coi trên mạng, mình thấy cái sản phẩm An Can là nhiều bệnh nhân uống là rất là khỏe, rất là tốt, nên mình tìm hiểu, mình coi là mình thấy là uống là rất là tốt cho nhiều bệnh nhân. Là lúc đó mình về mình nói là ông xã mua cái sản phẩm này. Trước đây là cái khối u của mình là nó 36,17 mm. Sau khi mình dùng cái sản phẩm An Can này là mình cảm thấy là tinh thần mình nó khỏe, nó ổn định, nó tốt, mà không có bị đau đầu, nên mình mới thấy gì mình theo dõi là mình mua tiếp là 3 tháng nữa là mình uống, là trong vòng 6 tháng mình đi siêu âm xét nghiệm lại thì bác sĩ nói mình là còn 28,14 mm, là nó giảm đi rất là nhiều. Nên mình ăn uống rồi mình cảm thấy là tinh thần mình nó khỏe, mà mình đi làm rất là tốt, nên mình mới dùng cái sản phẩm này. Là bây giờ là biết bây giờ mình vẫn còn dùng để cho nó tốt, nó khỏe cơ thể mình, là mình đi làm, để mình đi làm mình trang trải, mình nuôi ba đứa con mình. Mình khuyên những bạn có cái khối u như mình, hãy dùng cái sản phẩm An Can cho nó tiêu khối u, sống khỏe mạnh hơn. Ở trên cơ sở cái điển học cổ truyền của chúng ta có hàng nghìn năm nay, với cái chứng bệnh liên quan tuyến giáp thì đã được nhắc đến rất nhiều trong học cổ truyền, trong y văn học cổ truyền. Bởi thế cái việc mà chúng ta tìm trong cái vốn cổ đó, tìm trong kiệm dân gian đó những cây thuốc, những bài thuốc có tác dụng như vậy, thì cái việc ra sản phẩm An Can thì tôi cho là một cái điều rất là đáng mừng. Mà đừng mừng hơn là bởi vì chính cái sản phẩm này ấy, nó đã kết tụ được những cái thảo dược mà nó rất là hay. Tôi nói ví dụ như là cái nghệ chẳng hạn. Nhưng mà nghệ ở đây chúng ta không dùng nghệ thô mà dùng curcumin, vì chúng ta biết curcumin nó cũng là một kẻ gọi là khai tử cho các tế bào ung thư. Thế rồi là cái xạ đen thì là một cái cây mà hiện nay mới khoảng 10 năm gần đây thôi, nó rộ lên bởi vì cái khả năng chống ung thư của nó. Ngoài ra còn kết hợp với cao linh chi, với rau má, với cả trà xanh, kết hợp thêm các cái yếu tố, ví dụ như là các nguyên tố vi lượng selen, hay hoặc là các cái vitamin B1, B5, B6, thì tôi cho rằng nó là một cái tổng hợp, nó giúp cho vấn đề tăng sức đề kháng, tiêu diệt, ức chế sự phát triển tế bào ung thư, và giúp cho vấn đề làm giảm bớt cái tác dụng phụ của các biện pháp của y học hiện đại. Và đồng thời nó cũng là một biện pháp để nâng cao sức đề kháng cơ thể, và có thể giúp cho chúng ta có thể thay thế khi mà người bệnh không thể sử dụng các biện pháp của Tây y được.